Sau khi kết thúc mùa giải 2019 đầy thành công với vị trí Á quân V-League, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có quãng nghỉ hơn một tháng trước khi hội quân trở lại vào chiều ngày 5 tháng 12. Về cơ bản, đội bóng đã định hình được dàn nội binh cho mùa giải tới với 22 cầu thủ và sẽ tìm kiếm thêm một thủ môn cùng 4 ngoại binh. Hiện tại, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo của Arsenal, Emmanuel Thomas là người đầu tiên đến thử việc tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tiêu chí của tôi khi chọn lựa cầu thủ là không quan tâm họ là ai, từng làm được gì. Quan trọng nhất là phải hòa đồng và hiểu được văn hóa của đội bóng. Ngay cả với ngoại binh, tôi cũng yêu cầu họ phải đến thử việc, xem thái độ tập luyện và sự hòa nhập của họ trước khi đề xuất ký hợp đồng. Theo ghi nhận, ngay trong buổi tập đầu tiên, vị trí lực gia người Hàn Quốc đã cho các học trò thực hiện những giáo án thể lực khá nặng nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây là điều hợp lý khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những thời điểm thi đấu cùng lúc ở 3 sân chơi của châu lục và quốc nội. Mùa giải 2020 sẽ rất căng thẳng. Đội bóng sẽ thi đấu ở vòng loại AFC Champions League. Nếu không được thì đá AFC Cup. Sẽ có rất nhiều trận đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng có được phong độ tốt nhất cho mùa giải mới. Thực sự tôi rất muốn đưa được chức cúp quốc gia về cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày tới, thầy trò huấn luyện viên Trung Hê Sông sẽ có chuyến tập huấn 10 ngày tại Bà Rịa nhằm làm lại thể lực cho các cầu thủ. Sau đó vào đầu tháng 1 năm sau, đội sẽ tổ chức giải giao hữu nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ thi đấu cọ sát. Đây sẽ là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho mùa giải 2020.